con ve này sao lại nằm đây? Ngay cái đường đi của xưởng luôn nè. Sao không bay đi? Không bay hết nổi rồi. Sao vậy? Bám lên tay mình luôn rồi. Chắc nó bị say nắng quá mọi người ơi. Nó bay hết nổi rồi. Đây là con này là không bao giờ vui. Đây là con không bao giờ vui, đó chính là con ve buồn. Hay là con ve sầu. Rồi. Đây cận cảnh con ve luôn cho mọi người xem. Giờ nó bám bên tay mình luôn rồi. Thấy không? Nó bấu vô tay mình luôn rồi mọi người. Cho nó đậu náo mình đi. Này có người bạn ve sầu. Bay. Nè, đậu im đi. Ơi. Rồi nó bay đi được rồi mọi người. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh Hoàng Phúc CB. Kính chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn. Thì hiện tại là mình vừa mới ăn trưa xong mọi người. Bây giờ là giờ nghỉ trưa tại công ty của mình đó. Thì mình ra bên ngoài mình ngồi á, cho nó có cái không khí gió mát á mọi người. Tại vì lúc này mùa hè ở Nhật rất là nóng luôn mọi người. Cực kỳ nóng luôn. Hôm nay là Sasebo của mình á, nhiệt độ cao nhất là 35,6 độ. Và có một số nơi ở cái vùng Kyushu của mình là lên đến 41-42 độ luôn á mọi người. Tại vì ở Nhật Bản á, là cái vùng Kyushu là cái vùng mà nóng nhất Nhật Bản. Tại vì cái vùng này á, là nó nằm ở phía giống như là gần xích đạo hơn vậy đó. Còn cái vùng mà lên là Tokyo từ từ mát hơn rồi lên tới Hokkaido lại nó sẽ lạnh lại á mọi người. Ở nước Nhật á, thì ba nơi nó khí hậu nhiệt độ hoàn toàn khác nhau luôn. Đó, do thì mùa đông ở chỗ mình thì nó không có lạnh, nhưng mà mùa hè thì phải chống chọi với cái nắng cực kỳ là gay gắt đông. Và hôm nay thì mình đọc được tin tức thì hôm nay là ở Tokyo đã có 26 người chết vì say nắng ở Nhật các mọi người, là đột quỵ, 26 người chết. Ông và trong tháng này tổng số Tokyo là 79 người đã chết vì đột quỵ vì say nắng ở mọi người, chứ là không liên quan đến dịch bệnh corona nha. Đó, do mọi người thấy nắng nóng ở Nhật kinh khủng không? Ý là Tokyo là cái nơi mà nó là nhiệt độ nó dịu mát hơn là ở vùng Kyushu của mình rồi đó mọi người. Ở vùng Kyushu của mình thì nóng nhất rồi. Ở Tokyo có thể là do là ở Tokyo là nơi đó là thủ đô sẽ tập trung rất là đông người. Đông nên là nó lại với lại nó là thành phố nữa mọi người. Nó không có được thoáng mát nên là rất là dễ bị ngộp và đột quỵ. Do là ở Nhật làm việc vào mùa hè này cực kỳ nguy hiểm luôn. Đông do đó ở công ty của mình á. Là làm ở cái ngành cơ khí á mọi người, thì làm ngành hàn. Thì mọi người biết hàn là nhiệt độ nó nóng là mấy ngàn độ mới là hàn được, mà hơi nóng từ nhiệt độ rồi hàn rồi hơi nóng từ cái không khí bên ngoài nữa, thì mọi người nghĩ đi nó kinh khủng cỡ nào. Do đó thì ở trong công ty á, thì lúc nào người Nhật á, Hancho này hoặc là giám đốc á, cũng kêu là mệt á, thì cố gắng nghỉ chứ đừng có làm quá sức, làm quá sức sợ mình bị đột quỵ á mọi người. Đó, do đó thì ngày hôm nay á, là tranh thủ giờ nghỉ trưa thì nhân tiện là cái ngày nắng nóng và có rất là nhiều người chết vì đột quỵ bởi do nắng nóng ở Nhật đông, và thậm chí hôm nay là cực kỳ nắng gắt. Mình cũng quay chia sẻ cho mọi người một tí đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để có thể là chống chọi với cái nắng ở Nhật Bản đông. Thì cái cách đầu tiên đối với những người là hay di chuyển thường xuyên đó mọi người, là làm những công việc giống như xây dựng nè, hoặc là những công việc mà đi thường xuyên á, không có ngồi một chỗ cố định á, thì ở Nhật có một cái áo gọi là áo điều hòa ở Nhật á mọi người. Là cái áo nó giống như cái áo khoác vậy đó, là nó sẽ kín ở trên này giống như cái áo khoác của mình vậy đó, mà dưới đây nó sẽ gắn hai cái quạt. Và hai cái quạt này á thì nó sẽ quạt mát liên tục và nó sẽ hút gió bên ngoài thổi vào trong người của mình đó mọi người. Đông, và giúp cho mình là điều hòa thân nhiệt và mát mẻ hơn. Đông, và cái áo đó thì giá tầm khoảng là 5 cent là có rồi mọi người. Và cái áo rất là tiện lợi nha, là sạc bằng điện chứ không phải là dùng pin cục nha. Đông, và mỗi lần sạc như vậy mình có thể dùng được liên tục 5 đến 6 tiếng đồng hồ mọi người. Do mình đã tìm hiểu kỹ cái áo này rồi. Tại vì mình tìm hiểu cái áo này thì mình cũng là để dự định mua, để là mình đi đâu mình có thể đem mặc và có thể là mang về Việt Nam để mình sử dụng luôn. Thế sau này về Việt Nam mình làm cái gì đó mà nó đi chạy xe ngoài đường chẳng hạn nè, đông đổ mồ hôi, mùa hè cũng đổ mồ hôi đúng không mọi người. Đó, do đó thì mua cái áo này về sẵn thì mình sử dụng, cho cả nhà sử dụng luôn cũng được. Đi đâu đó thì cứ lấy mặc vào đông, và nó cứ quạt mát cơ thể mình như vậy.
Thì khi nào mà mình mua rồi mình sẽ dành một cái video riêng mình review về áo đó cho mọi người nha. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chi tiết cho mọi người đông về cách chống chịu cái nắng mùa hè ở Nhật Bản trong ngành hàng như thế nào. Đông thì bây giờ thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái điều này nhé. Thì cái ngành hàng của mình đó là nó sẽ là ngồi một chỗ nhiều hơn mọi người, nó không có gọi là đi tới đi lui nhiều. Đông với những người mà gáp đó, hay là những người làm bên cơ khí máy móc thì người ta mới đi tới đi lui nhiều. Còn ngành hàng đa số là sẽ có sản phẩm để mình gọi mình hàng cố định đó, thì mình cũng quay cho mọi người xem cái khoảnh khắc đó, ở đầu video rồi đấy. Đông thì ngồi một chỗ như vậy nên rất là tiện lợi mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, gọi là máy điều hòa cơ thể luôn á mọi người. Nó giống là gọi là máy điều hòa cơ thể chứ nó không phải là máy nha mọi người. Ok, bây giờ sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Nhắm mắt lại đi. Ok. Rồi, mở mắt ra. Tên tên tên. Đây nè mọi người, đây là giống như gọi là một cái máy điều hòa thân nhiệt nha mọi người, máy điều hòa cơ thể của mình đó. Cái ngành hàng của mình đó là không có cái này là làm rất là vất vả luôn mọi người. Tại vì cái thời điểm mùa hè này á, mình mặc đồ hầm nè, mình ngồi một tí thôi, đông là mồ hôi nó chảy rất là nhiều rồi, mà chưa nói là cầm cái tô chi hàng lên, hàng cái là nóng lên cái là mồ hôi đổ giọt giọt luôn đó mọi người. Lúc nào mùa hè cũng phải có cái khăn bỏ túi nè để lau mồ hôi mặt đó mọi người. Còn áo thì mặc nó đã thấm vào áo rồi nên là không có cần lau. Nhưng mà không có cái này là không chịu nổi nha mọi người. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái này gọi là cái đối với mình gọi là cái dây điều hòa mọi người. Và cái dây này á, là mình sẽ gắn vô cơ thể mình giống như mình đeo vô vậy nè mọi người. Trong quá trình mình hàng thì mình sẽ đeo vô vậy. Đó thì cái này á, mình chọt vô trong áo trong luôn nha mọi người. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ ví dụ cho mọi người xem. Rồi xong ở dưới đây nó sẽ có một cái dây thắt lưng á mọi người, nó buộc. Nhưng cái này của này cũ lâu lắm rồi mọi người, Tom Senpai tặng cho mình tới giờ cũng mấy đời Senpai đó, nên là nó bị hư cái dây rồi, phải buộc cọng dây như thế này, buộc vô cái thắt lưng. Còn mới của nó là nó đã có cái dây đai sẵn nha mọi người, chỉ cần bấm vô một cái là ok đó. Và cái này thì nó sẽ lấy hơi, lấy từ cái ống hơi nha mọi người. Đây đây là nó hút hơi từ cái hơi mà xịt đó mọi người, hơi mà gọi là hơi không khí á, bơm vô để sủi đường hàng đồ này nọ đó, hoặc là ở trong ngành bơm xe đó, mọi người biết hơi bơm xe không? Đó, nó lấy hơi từ đó vô xong rồi nó sẽ có một cái hệ thống ở trong đây nè mọi người, nó rất là hay luôn. Nó lọc, nó đưa hơi mát qua cái cầm dây này, là cầm dây này có khoét những cái lỗ nè mọi người thấy không, khoét những lỗ khúc như thế này nè đó, nó khoét nguyên dọc nguyên dài cầm dây luôn đó. Rồi nó sẽ lọc, nó đưa hơi mát qua bên đây và đưa hơi nóng ngược ra đây mọi người thấy không. Cái này nó muốn hư luôn rồi nè, hơi nóng nó ngược ra đây nè mọi người đó, và nó đen thui luôn nè, nó xịt hơi nóng ra ngoài luôn á, nó dính bụi bẩn đồ tùm lum đây nè mọi người. Và cái chỗ này là nó lọc ngay đây nè mọi người, rất là hay luôn đó. Do thì cái này ở Nhật á, cực kỳ đắt nha mọi người, không phải là rẻ đâu, nó tới là 2 măng một cái á mọi người. Ở bên Nhật bán công ty á, lúc đầu công ty hỏi mình mua hay không, công ty mua giùm á là 2 măng một cái á mọi người. Thì mình thấy mắc quá nên mình không có mua. Nhưng mà trong đến đây thì mình xin gửi lời cảm ơn đến người Senpai của mình. Tuy là không cùng công ty, là Senpai này của công ty mẹ mọi người, nhưng mà thấy mình làm mà vất vả như vậy á, thì Senpai cũng không có dùng cái này nhiều. Tại vì Senpai lúc trước là Senpai gáp á mọi người, nên là mình hàng á thì ướt áo ngày, ướt từ sáng đến chiều luôn. Nên là Senpai thấy thương mới là tặng cái này cho mình, nói là lấy xài đi, Senpai không có xài nhiều á. Đâu thì mình gửi là cảm ơn đến Senpai của mình, đó là bạn Nguyễn Trung Đức. Đâu, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đó, do đó thì mình cũng chia sẻ cho mọi người cái này. Đâu, giá rất là mắc nha mọi người, 2 măng. Công ty mua giùm là 2 măng, nhưng mà theo một số thông tin tìm hiểu, có một số người tìm hiểu thì ở trên mạng là 1 măng hả mọi người, măng mấy hả? Đó, 2 măng là 4 triệu nha mọi người, còn 1 măng là 2 triệu á. Đó, do mọi người thấy cái này nó đơn giản vậy nè, nhưng cực kỳ mắc luôn. Nhưng mà có thể là nó xài được rất là lâu luôn á mọi người. Tại cái này thì cũng rất là nhiều đời Senpai nè, xài mình thấy hư cọng dây dưới này luôn, mà cái này nó te cái đầu luôn nè mọi người, mà vẫn còn dùng được. Tại vì mình dùng mà mình thấy nó ở trên cái đây nè, nó ra hơi mát là ok nha, còn ra hơi nóng là đã hư rồi mọi người. Đó thì bây giờ cái này mình vẫn còn dùng tốt nha mọi người, nó vẫn ra hơi mát. Đó, do đó thì ngày hôm nay là mình chia sẻ cho mọi người về cái cọng dây điều hòa thân nhiệt như thế này. Đây là cái ngành hàng ở Nhật Bản, mùa hè phải chống chọi với nó. Ở Việt Nam của mình thì không biết có hay không thì mình không có rành, nhưng mà ngày hôm nay thì mình chia sẻ cái video này để cho mọi người đông biết thêm một cái
công cụ, cái dụng cụ để chống chọi với cái nắng ở Nhật Bản như vậy. Còn mà cái áo mà điều hòa thì mình bây giờ hiện tại mình chưa có, mình giới thiệu sơ cho mọi người vậy thôi. Thì khi nào mà mình mua rồi thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ chi tiết về cái áo đó luôn nha. Ok, đó cho mọi người thấy hiện tại là bây giờ nắng ở Nhật rất là kinh khủng luôn. Ngồi đây thôi mà hơi nó học 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 như mình luôn đó mọi người. Kinh khủng lắm luôn. Đó, do đó thì ở Nhật làm việc á, thì đối với những người bạn nào mà làm tại chỗ á, như những người bạn nào làm bên ngành thực phẩm ở trong máy lạnh thì không nói rồi, còn những người bạn nào mà làm ví dụ như làm tay chân mà làm ngoài đồng, ví dụ ngành nông nghiệp chẳng hạn, thì có thể mua cái áo điều hòa thân nhiệt đó. Còn ai mà ngồi mà tại chỗ mà xưởng cơ khí mà có dây hơi á thì mua cái này mọi người, thì nó sẽ giúp cho mình đông thoải mái và mình hàng vô tư bình thường, đông giống như mùa xuân vậy đó mọi người. Tại vì nó đã mát sẵn rồi, có đổ mồ hôi trên mặt thôi. Tại vì dưới này, dưới trời, cơ thể mình đã có điều hòa này nhưng mà mặt mình chưa có điều hòa, nên là chỉ là đổ mồ hôi trên mặt thôi, nó cũng thoải mái lắm. Còn nếu mà không cộng dây này á thì làm một ngày á, nhớ lại lúc trước á mọi người, một ngày làm về rất là mệt luôn, cực kỳ mệt, áo ướt từ sáng đến chiều luôn. Còn mà khi có cộng dây này rồi thì áo sẽ không bị ướt nữa mọi người đó. Do đó thì nó rất là hay là như vậy đó. Do đó thì ngày hôm nay á, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người một tí thông tin như vậy. Và mọi người á, thấy sợ cái nắng ở Nhật Bản nha mọi người. Một tháng mà Tokyo có tới 79 người chết rồi đấy đó, ngày hôm nay có 26 người nè đó. Do đó thì cũng chia sẻ cho mọi người đến đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của mình đến giây phút này. Mọi người cảm thấy hay thì hãy nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng biết, cho nhiều người cùng xem nhé, để cho mình có tinh thần động lực nhiều hơn để mình ra nhiều sản phẩm video tốt hơn để có thể là chia sẻ cho mọi người. Ok, ai mà mới ghé ngang kênh của mình lần đầu thì nhớ bấm đăng ký kênh bấm cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video đây rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé, bye bye.